Ok, xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tokyo Camera. Thì hôm nay có thể nói là một ngày Hà Nội khá là nóng bức sau những cái ngày mát mẻ vừa rồi. Và tôi vẫn phải ra ngoài để quay clip cho các bạn đây. Tại vì là hôm nay thì nhà đang sửa nhà và đục đẽo từ sáng rất là sớm rồi. Cho nên là ồn quá tôi không thể nào mà tôi quay được, nên tôi phải vác đồ ra công viên để quay. Đó, cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay đó là hướng dẫn sử dụng chiếc Osmo Action mới ra này. Đây là một chiếc Action Cam mới ra của DJI. Và có thể nói là khi mà vừa mới ra mắt thì nó tạo lên một cơn sốt rất là lớn. Có một số bạn khi mua máy về nhưng mà vẫn chưa biết cách sử dụng, thì hôm nay cái clip này sẽ mang đến cho các bạn một số những cái lưu ý nho nhỏ và những cái hướng dẫn sử dụng cơ bản để các bạn dễ dàng có thể làm chủ con Osmo Action này nhá. Let's go. Đây là một con Action Cam duy nhất trang bị cho chúng ta hai màn hình, một màn hình để hiển thị và một màn hình vừa có thể sử dụng cảm ứng và vừa có thể hiển thị trên này. Một số các bạn khi mà mua về thì vẫn chưa biết cách làm sao để có thể bật được cái màn hình thứ hai này lên. Đây, cái bật lên nó chỉ hiển thị đúng cái màn hình thứ nhất thôi. Và làm sao để có thể hiển thị cái màn hình phía sau này thì chúng ta sẽ sử dụng hai ngón tay và chạm hai lần lên màn hình này. Đó, và nó sẽ đổi sang màn hình phía sau. Rất là đơn giản đúng không nào? Và khi chúng ta muốn chuyển lại thì lại chạm hai lần lên màn hình. Đó, và chúng ta sẽ chuyển lại. Ok. Và có một cái lưu ý nho nhỏ là chúng ta chỉ có thể chuyển được hai màn hình này với nhau khi mà trước khi mà chúng ta quay thôi. Còn trong khi mà chúng ta ấn nút quay rồi thì sẽ không thể chuyển được nữa. Đó là một cái lưu ý nho nhỏ thôi. À, còn một cái vấn đề nữa khá là quan trọng mà tôi phải nói luôn. Đó là cái thiết kế của con Osmo Action này thì cho chúng ta là một cái thiết kế chống nước. Đó, cho nên là tất cả các cái cổng kết nối ở đây đều được trang bị những cái gioăng cao su để có thể ngăn nước vào. Thì chúng ta lưu ý là khi mà trước khi sử dụng ấy thì chúng ta sẽ phải kiểm tra thật là kỹ để xem là các cái cổng này đã được đóng kín chưa. Ví dụ như là pin này, nó sẽ trang bị cho ta một cái gioăng cao su ở đây. Đó. Và khi mà chúng ta lắp pin vào ấy thì sẽ phải ấn thật chặt để làm sao mà nó không còn hiển thị cái khe màu cam ở trên các cái lẫy tháo mở này nữa. Nếu mà chúng ta đóng không chặt hoặc là chỉ đóng một bên và một bên nó vẫn hiện lên cái khe màu cam như thế này, tức là quả pin của chúng ta chưa được đóng kín và chắc chắn là nước sẽ bị chảy vào trong, thì cái vấn đề này hãng sẽ không bảo hành và rất có thể là chín củ của chúng ta sẽ bốc hơi ngay lập tức chỉ trong một chút sơ hở thôi. Đó, cho nên là tôi phải nhắc anh em ngay không quên mất. Ở đằng sau thì camera của chúng ta có thể tháo ra và lắp filter lên đây. Đây, sẽ tháo ra cho anh em xem. Đó, sẽ như thế này và chúng ta sẽ lắp filter lên. Tiếp theo sẽ là đến cái phần hướng dẫn cài đặt đi. Thì hầu hết như là những cái cài đặt của máy ở trong này đều có hết rồi và chúng ta sẽ không cần phải connect với điện thoại để cài đặt lại nữa. Tại giao diện màn hình chính của máy thì ở góc bên trái phía trên chúng ta sẽ có cái biểu tượng thẻ SD và thời gian có thể quay còn lại. Đó, ở đây chúng ta sẽ có thể quay được 74 phút 12 giây nữa. Bên phải góc trên là thời lượng pin cũng như là chế độ Rock Steady đang bật. Và bên trái góc dưới này là các cái chế độ quay chụp Slow-mo, HDR, video và time-lapse. Và máy thì có trang bị cho chúng ta một cái chế độ khá là tiện lợi, đó là chế độ custom. Đó, chúng ta có thể đầu tiên chúng ta sẽ vào, ví dụ như là tôi sẽ chọn chế độ quay phim slow mo đi và 720p 8x. Thì khi mà chúng ta lựa chọn cái chế độ custom này, chúng ta sẽ add vào chế độ C1 thì máy nó sẽ tự động lưu cái cấu hình hiện tại mà chúng ta đang setup ở đây, đó là slow mo và 720p 8x. Lần sử dụng tiếp theo chúng ta sẽ không cần phải set lại cái cài đặt ở chế độ này nữa, mà chúng ta chỉ cần khi mà muốn quay slow motion thì chúng ta sẽ chỉ cần vào chế độ custom và chọn chế độ C1 là máy sẽ tự động set cho chúng ta cái chế độ đó, rất là tiện lợi. Khi mà vuốt từ dưới lên thì chúng ta sẽ có những cái cài đặt về chất lượng video cũng như là tốc độ khung hình. Ví dụ như ở đây chúng ta sẽ có 4K, 2,7K, 1080p và 720p. Đó. Và bật chế độ Raw Steady ở đây. Bên dưới này là tốc độ khung hình, tôi để chọn là 60fps. Ok. Khi vuốt từ bên phải sang thì chúng ta sẽ có những cái chế độ tùy chỉnh về thông số. Ví dụ như là ở đây tôi sẽ đang chọn Auto. Khi mà chuyển sang Manual thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được ISO cũng như là tốc độ màn chập. Chọn xuống dưới biểu tượng máy quay ở đây thì chúng ta sẽ có thể tùy chỉnh được White Balance, chỉnh được nhiệt độ cao luôn. Ok, rất là hay. Màu sắc ở đây thì máy đã trang bị cho chúng ta chế độ DC Nearline giống ở trên Osmo Pocket. Chế độ Dual Warp này nó sẽ nắm cho cái khung hình của chúng ta ở những cái viền, nó sẽ không bị bo cong nữa. Bởi vì đây là một cái ống kính góc rộng cho nên là ở những cái viền của nó sẽ hay bị bo cong nó. Và nếu chúng ta không thích cái sự bo cong đó thì chúng ta sẽ chọn bật chế độ Dual Warp này lên và nó sẽ tự nắn cho mọi thứ nó trở lại thẳng như thế này. Rất là hay. Khi mà vuốt từ trên xuống thì đầu tiên chúng ta cũng sẽ có cái chế độ Custom Mode ở đây. Đây là cách thứ hai chúng ta có thể add được Custom Mode của chúng ta vào đây. Bên cạnh đó là chỉnh ánh sáng màn hình.
độ sáng màn hình. Tiếp theo là khóa màn hình khi mà chúng ta đang quay. Khi mà đang quay rất dễ chúng ta sẽ chạm vào màn hình và ấn lung tung, sẽ có những cài đặt ta không mong muốn, thì chúng ta sẽ chọn chế độ khóa màn hình lại và ngăn cho những cái chạm vuốt như thế. Và khi muốn mở ra thì ta sẽ vuốt từ dưới lên như thế này. Đó, chúng ta sẽ mở khóa màn hình ra. Tiếp theo đó là chế độ cài đặt, thì trong chế độ cài đặt này cũng khá là đầy đủ rồi. Và gần như là không phải connect vào Dynamo để có thể cài đặt lại nữa. Đầu tiên thì nó cho chúng ta là voice control. Khi bật voice control này lên, chúng ta sẽ có thể tùy chọn được là tiếng Anh và tiếng Trung. Ở đây nó sẽ có một cái list ra lệnh cho chúng ta: start recording, stop recording, take photo. Trong mục info nó sẽ cho chúng ta là tên của camera và password. Và nếu như mà chúng ta muốn thay đổi cái password này hoặc là tên này thì chúng ta sẽ phải connect vào Dynamo để có thể thay đổi. Tiếp theo là anti flicker. Thì chế độ anti flicker này có thể nói khá là tiện lợi. Ví dụ là chúng ta chụp ảnh dưới cái bóng đèn huỳnh quang thì cái tần số chớp của cái bóng đèn này nó sẽ khiến cho ảnh chụp chúng ta lúc sáng lúc tối. Thì cái chế độ anti flicker này nó sẽ căn cái ánh sáng của cái đèn này làm sao để mà chụp vào những cái khoảng thời gian để mà đưa ra những cái bức ảnh có ánh sáng tương đồng với nhau nhất. Tôi chọn auto ở đây, screen auto sleep, để 1 phút, sau 1 phút thì màn hình sẽ tự tắt và tự tắt nguồn sau 5 phút. Tiếp theo đó là chế độ tự động xoay màn hình. Đấy, tôi sẽ để auto. Sport metering là chế độ đo sáng thể thao này, đo sáng rất là nhanh luôn. Khi mà chúng ta vuốt từ trái sang thì ở đây chúng ta sẽ có những cái chế độ xem ảnh hiển thị theo dạng lưới. Chúng ta có thể chọn đây làm ảnh yêu thích. Ok, vậy là clip hướng dẫn sử dụng Osmo Action của tôi đến đây là kết thúc. Nếu các bạn cảm thấy video hay và hấp dẫn, đừng quên để lại một like, share và subscribe để cho chúng mình có động lực làm thêm những video tiếp theo nhá. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.